ta như vậy đi tới đường hầm đất sét để tham quan hồ Vô Cực, cái hồ mà có hai cái đầu người nhô lên á. Giờ hiện tại là đi sớm để mà tranh thủ, còn mà tới nữa nó sẽ đông người lắm, cho nên là hiện tại là 7 giờ rồi, tới đó là khoảng 7 giờ rưỡi là mở cửa là vô là vừa. Rồi có cái clip tranh giành địa bàn, chụp hình cãi nhau đánh nhau của mấy bà cô á, trời ơi chi vậy không biết, đi du lịch mà kiếm sang. Đâu có bé đâu, đâu thấy bạn bé biển béo gì đâu. Nay Đà Lạt nó cũng đỡ, nó cũng không lạnh lắm, tại vì hiện tại là đang cái mùa nóng, dân Sài Gòn đồ miền Nam nó lên đông ghê rồi. Hồi tối mình đi lấy hàng, lấy cái vali ở chỗ cái bến xe, đi vô chợ chỗ trung tâm thành phố Đà Lạt, wow, đồng đen nghẹt luôn. Đi ở đây hả? Đà Lạt nó cũng có nhiều địa điểm đó quần qua quần lại thôi, những địa điểm đó nó đổi mới, nó thêm những cái chỗ chơi gì thôi chứ. Chứ giờ đi Đà Lạt là không đi mấy cái điểm mà khám phá nó mệt quá mệt, những cái điểm mà như cây thông Cô Đơn rồi thôi, bye bye. Một lần và mãi mãi. Rừng núi mấy người nhân viên làm ở chỗ đây đi làm xe chứ chắc là có xe đưa đón, chứ đi xe quá, đi xe với lại đi giữa rừng thì cũng nguy hiểm chết mẹ. Xin chào các anh em, hiện tại mình đang ở đường hầm đất sét, hiện tại bây giờ là 7:20, nghĩa là còn 10 phút nữa thì khu du lịch mới mở cửa, nhưng mà họ đã cho vào sớm rồi. Thì đây là quang cảnh của cái đường hầm đất sét mà trong cái buổi sáng sớm, để mà check in được cái hồ Vô Cực thì mình phải đi sớm tầm bây giờ này, chứ toàn mà để mà trễ trễ cỡ 8-9 giờ là thôi, là tràn ngập người như kiến luôn.
Thì đây là cái khung cảnh Hồ Vô Cực buổi sáng tầm 7 giờ 20, thì mấy anh chị em có thể thấy tầm 7 giờ 20 là còn rất là sớm, nhưng mà đã có khoảng trên dưới 20 người đang check in chụp hình tại cái địa điểm này. Thì mấy anh em cứ tưởng tượng đi, tí nữa mà khoảng tới 8 9 giờ là những cái xe khách nó tới, nó đổ khách xuống là khu vực này là dạng như là bị tắc nghẽn luôn á. Đường hầm đất sét do cái hiệu ứng hồ vô cực cho nên là nó đông khủng khiếp luôn. Mình đi rất là sớm, 7 giờ rưỡi mở cửa là mới có 7 giờ 15 rồi mình đã có mặt ở ngay hồ vô cực mà vẫn có tầm 20 người đang đứng chụp hình. Thì các bạn có tưởng tượng bây giờ là 9 giờ thì cái số lượng xe bây giờ nó rất là đông nghẹt luôn, bây giờ cái quầy vé là phải đứng ở ngoài để mà xếp hàng. Thì các bạn có thể thử tưởng tượng là bây giờ tới cái hồ vô cực thì người nó sẽ đông như thế nào. Nó là một lời khuyên cho anh em đi cho hồ vô cực là nên đi sớm càng tốt. Tầm 7 giờ là phải có mặt tại đường hầm đất sét thì mới có cơ may mà chụp cho nó trống trải, chứ còn đi trễ là thôi, tầm giờ này là thôi. Nước đi ngắm cho vui thôi chứ chụp cái gì mà chụp. May hôm nay đi sớm á, lường trước rồi. Nãy giờ mấy xe khách nó chở vô quá trời luôn. Đây là quang cảnh tắt đường rất là dài để vào check in cái hồ vô cực. Tắt quá quá mới giỡn trời. Xe bắt đầu nó xuống quá trời luôn à, thấy không?